Thưa quý vị, công trình đường tỉnh 89, đoạn còn lại thuộc dự án đường tỉnh 89 qua địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đang được triển khai thi công xây dựng. Điều này đã đáp ứng mong mỏi của người dân nơi đây từ nhiều năm qua. Theo đó, công trình được đầu tư xây dựng với quy mô đường cấp 4 đồng bằng, mặt đường láng nhựa, đoạn qua khu dân cư mặt đường rộng 9m, đoạn không qua khu dân cư mặt đường rộng 7m. Công trình được triển khai thi công, người dân sống cặp tuyến lộ này rất vui mừng, phấn khởi, vì tới đây người dân không còn phải chịu cảnh nắng bụi mưa lầy. Thì nó ngay từ sống từ năm 93-94 tới giờ đó mà đường này làm từ năm 2002 tới giờ là 20 mấy năm, năm nay là 2024 rồi. 22 năm rồi, bây giờ mới thấy làm đường nhựa là mừng, dân người ta mừng dữ dằn luôn. Như vậy đó. Nó hôi chặt cây chặt cối là dân ta hô hào nhau là ta chặt hết trơn. Đồng loạt ta trồng ta chặt ta làm luôn. Muốn công trình làm cho nhanh lẹ, cho dân nó đỡ. Được biết, dự án đường tỉnh 89 qua địa bàn huyện Tân Hưng do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An làm chủ đầu tư. Công trình có tổng đầu tư gần 220 tỷ đồng. Dự án sau khi được hoàn thành sẽ góp phần từng bước hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông theo quy hoạch, phục vụ việc lưu thông hàng hóa trong khu vực, kết nối với hệ thống tỉnh lộ, quốc lộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương.